Nhận định bóng đá Wolverhampton với Chelsea. 1 giờ ngày 16 tháng 12, Wolverhampton đang chơi rất sa sút trong mùa giải này. Đêm nay, họ còn vắng mặt nhiều trụ cột vì chấn thương và treo giò. Đây là cơ hội cho Chelsea giành chiến thắng để chứng minh thất bại trước Everton chỉ là cú vấp nhất thời. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Kể từ khi trở lại Premier League mùa 2018-19, Wolverhampton luôn kết thúc mùa bóng ở nửa trên bảng xếp hạng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nuno Santo, bầy sói đã vươn mình trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đại gia nào ở Premier League. Thậm chí có giai đoạn, ở xứ sương mù thì đội bóng này chỉ ngại Liverpool và Man City. Còn phần còn lại Big Six họ chẳng ngán đội bóng nào. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Mùa giải năm nay, Wolverhampton không còn duy trì được sức mạnh cũng như ổn định như thế nữa. Sau 12 vòng đấu, họ đã tụt xuống thứ 13 trên bảng xếp hạng. Phong độ của Wolverhampton là rất tệ khi chỉ thắng 1, nhưng thua 3 trên 5 vòng gần nhất. Cuối tuần trước, bầy sói còn để thua Aston Villa 0-1 ngay trên sân nhà trong trận đấu mà họ được chơi hơn người trong quãng thời gian cuối hiệp 2. Đó là kết quả cực kỳ thất vọng, giáng đòn nặng vào sự tự tin của thầy trò Nuno Santo. Công bằng mà nói, sự thiếu ổn định là điều mà Wolverhampton đã thể hiện từ đầu mùa giải, chứ không phải tới bây giờ. Nên nhớ, hôm 28 tháng 9, họ đã thua thảm 0-4 trước West Ham. Đội thủ khi ấy chưa được đánh giá cao như hiện tại. Vấn đề lớn nhất của Wolverhampton lúc này nằm ở khả năng ghi bàn kém cỏi. Họ mới có 11 bàn trên 12 vòng và là một trong những đội ghi ít bàn nhất ở Premier League 2020-2021. Sau 12 vòng, mới chỉ có 3 trận là Wolverhampton ghi nhiều hơn một bàn trận, trong khi có tới 4 lần tịt ngòi. Đó là những con số biết nói về khả năng tấn công kém cỏi của Wolverhampton. Đây là hậu quả của việc những trụ cột của họ như Adama Traoré, Raúl Jiménez không có phong độ cao mùa này. Trong đó, Traoré thậm chí còn chưa ghi bàn hay có bất kỳ pha kiến tạo nào ở Premier League 2020-2021. Đêm nay, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn với Wolverhampton khi họ sẽ vắng mặt nhiều trụ cột. Jiménez đã tỉnh lại sau pha va chạm mạnh ở vùng đầu với David Luiz trận gặp Arsenal hôm 30 tháng 11 nhưng mới chỉ tập chay và sẽ tiếp tục vắng mặt đêm nay. Đây là tổn thất không thể thay thế của Wolverhampton, bởi người thay thế Jiménez là tiền đạo trẻ mới 18 tuổi. Fabio Silva còn quá ít kinh nghiệm. Chưa hết, thủ lĩnh tuyến giữa João Moutinho cũng không thể ra sân vì án treo giò. Một Wolverhampton không có phong độ lẫn đội hình tốt nhất sẽ là thời cơ để Chelsea trở lại quỹ đạo chiến thắng. Tuần trước, The Blues đã bất ngờ nhận thất bại 0-1 trên sân Everton, qua đó chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại trên mọi đấu trường. Nhưng thực tế, đó là 90 phút mà đúng như lời Frank Lampard nói, Chelsea xứng đáng giành ít nhất một điểm. Nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng The Blues lại bỏ lỡ rất đáng tiếc. Về cơ bản, Chelsea vẫn là đội bóng mang sức mạnh đáng nể. Chiều sâu đội hình, đặc biệt là sự lựa chọn dồi dào trên hàng công giúp The Blues có nhiều giải pháp tấn công cũng như có nhiều phương án nhân sự. Sự vắng mặt của Hakim Ziyech sẽ khiến Chelsea thiếu đi một chân truyền với nhiều quả tạt ra cột xa mang tính đột biến cao. Nhưng Kai Havertz đã trở lại kịp thời để thay thế Ziyech bên hành lang cánh phải. Đêm nay sẽ tiếp tục là cơ hội nữa để tân binh người Đức thể hiện khả năng sau khi anh chưa tạo ra nhiều dấu ấn từ khi chuyển sang Stamford Bridge. Hàng thủ Chelsea gặp nhiều khó khăn trước Everton bởi đối thủ có Calvert-Lewin chơi không chiến và ti đè cực tốt. Wolverhampton với Fabio Silva lại là mẫu tiền đạo chơi thiên về kỹ thuật nên nhiều khả năng The Blues sẽ không ngại đương đầu với kiểu đá này. Hai lần đụng độ gần nhất với Wolverhampton, Chelsea đều giành chiến thắng. Thậm chí, trong lần gần nhất đến sân Molineux, họ còn hủy diệt đội chủ nhà với tỷ số 5-2. Đêm nay, The Blues sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng.